nghịch lý ở Việt Nam, xã hội càng bất an thì nhà chùa càng giàu. Trong nhiều năm qua, công luận hết sức bức xúc về những hoạt động mê tín dị đoan của chùa Ba Vàng và sư Thích Trúc Thái Minh. Những hoạt động này có biểu hiện về sự tuyên truyền mê tín dị đoan một cách có hệ thống, biến nhà chùa thành nơi cầu tài, cầu lộc, cầu an với mục đích kiếm tiền về cho chùa. Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có kết luận Đại đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng đã vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo và có biểu hiện mê tín dị đoan. Hạ Long, Quảng Ninh vẫn chen nhau mua tử vi, đăng ký cầu an giải hạn. Tờ báo Thanh Niên vào ngày 11 tháng 2 đưa tin, tại Hạ Long, Quảng Ninh vẫn chen nhau mua tử vi, đăng ký cầu an giải hạn. Bản tin cho biết hàng nghìn người vẫn đổ xô đến chùa Long Tiên ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh để chiêm bái và mua tờ tử vi được bày bán công khai. Sau đó họ sẽ đăng ký cúng cầu an để giải hạn với giá 200.000 đồng mỗi hộ. Theo báo Thanh Niên, đây là một số điều không đẹp, phản cảm xảy ra tại chùa Long Tiên. Một tờ tử vi được photocopy trên giấy A4 với giá chỉ có 3.000 đồng. Dư luận đánh giá đó là một cách kinh doanh tâm linh mang về một nguồn thu không hề nhỏ. Chỉ cần lấy 200.000 đồng trên mỗi người nhân số lượng hàng ngàn người mỗi ngày thì biết con số là bao nhiêu và số tiền này đã đi đâu, chui vào túi ai. Đáng chú ý, trước đó vào ngày 31 tháng 1, truyền thông nhà nước đưa tin Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra mê tín dị đoan, cúng oan gia trái chủ dịp Tết. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện yêu cầu chủ tịch các tỉnh, thành phố không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, gọi hồn, cúng vòng, phản văn hóa và trục lợi tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Điều đó cho thấy mệnh lệnh của người đứng đầu cơ quan hành pháp bị cấp dưới coi thường. Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã yêu cầu các chùa khi tổ chức các nghi lễ cầu an phải đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, đặc biệt phải tránh các yếu tố mang hình thức dịch vụ tâm linh. Câu chuyện về chùa Ba Vàng, sư Thích Trúc Thái Minh là một dẫn chứng rõ ràng nhất về hoạt động mê tín dị đoan. Công luận cho rằng chùa Ba Vàng không xấu, nhưng sư Thích Trúc Thái Minh, người đứng đầu chùa, là kẻ xấu, bởi ông cố ý biến nhà chùa thành một cơ sở kinh doanh tôn giáo nhằm thu lợi nhuận khủng. Một buổi lễ tại chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh, liên quan đến hoạt động thỉnh vong cúng gia trái chủ. Trước đây, vào ngày năm 2019, nhờ trò bịp này mà chùa Ba Vàng và sư Thích Trúc Thái Minh đã thu được hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Sau đó, sư Thích Trúc Thái Minh đã bị kỷ luật, đình chỉ mọi chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam và phải sám hối. Cuối năm 2023, chùa Ba Vàng lại tổ chức rước, trưng bày và chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật và thu hút được hàng vạn Phật tử. Dư luận đánh giá rằng trong vụ này, chùa Ba Vàng chỉ trong một ngày cũng thu về hàng chục tỷ đồng. Dư luận xã hội tại Việt Nam có những luồng ý kiến cho rằng có chủ trương sử dụng hệ thống các chùa quốc doanh để tuyên truyền về mê tín dị đoan, cố ý để người dân hiểu sai về Phật giáo. Đó còn là một chủ trương xuyên suốt mang tính chiến lược của Đảng về các vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng. Nông thôn Việt Nam giờ đây không còn bình yên. Tương tự, truyền thông nhà nước không ít lần đưa tin về tình trạng từ nhiều năm qua các buổi lễ dâng sao giải hạn tại các chùa luôn trong tình trạng quá tải sức chứa. Theo đó, có đêm hàng ngàn người ngồi kín quãng đường dài trước cửa chùa để thực hiện nghi lễ này. Đáng chú ý, chùa Phúc Khánh do nhà sư Thích Thanh Quyết trụ trì và sư Quyết hiện là đại biểu Quốc hội khóa 15, đại diện cho tỉnh Quảng Ninh. Các chuyên gia xã hội học nhận thấy, theo quy luật xã hội càng bất an thì mê tín sẽ nhiều hơn. Ở Việt Nam hiện nay, việc người dân đi chùa nhiều để mà cầu khấn, cúng bái không hẳn chỉ do tín ngưỡng, mà nhiều người chỉ muốn cầu một sự an lành cho bản thân. Một khi xã hội không an toàn, bởi nhiều lý do khác nhau, cuộc sống khó khăn, bấp bênh, buộc người dân phải cầu, cúng, dâng sao để bấu víu vào một điều gì đó, để có niềm tin vào cuộc sống và tương lai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Nghịch lý Việt Nam, xã hội càng bất an, nhà chùa càng giàu to. Ma trận căn cước, trò chơi trốn tìm, bao giờ Tô Đại mới hết kiếm ăn đây? Chưa hết Tết Giáp Thìn, Bộ Công an lại công bố mẫu thẻ căn cước mới, thay thế cho mẫu căn cước công dân. Báo Thanh Niên vào ngày 11 tháng 2 đưa tin
Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới. Bản tin cho biết để phù hợp với quy định của luật căn cước, Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới thay thế cho thẻ căn cước công dân đang có hiệu lực. Như vậy, đây là lần thứ 7 mẫu giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam bị thay đổi và người dân lại phải đi làm mới lần nữa trong vòng có 10 năm qua. Đây cũng là lần thứ 2 người dân phải thay thẻ căn cước mới trong vòng có 3 năm kể từ năm 2021. Bộ Công an lại đề xuất mẫu thẻ căn cước mới và dư luận cho rằng có thể đây là cửa làm ăn của Bộ Công an. Mạng xã hội Việt Nam lại một lần nữa nổi sóng, nhiều ý kiến cho rằng Bộ Công an của ông Tô Lâm hành dân vẫn chưa chán. Gần 50 năm sau năm 1975, làm cái thẻ căn cước cho dân mãi không xong. Việc thay đổi xoành xoạch mẫu giấy tờ tùy thân của công dân không chỉ làm cho dư luận phẫn nộ, mà cả báo chí do nhà nước quản lý cũng bức xúc không kém. Tờ báo Tiền Phong vào ngày 22 tháng 10 năm 2023 đặt câu hỏi, đổi tên căn cước công dân thành căn cước có lợi gì cho người dân? Tương tự, trên mạng xã hội, nhiều người bất bình và cho rằng, trước khi làm, Bộ Công an hãy suy nghĩ cho kỹ, rồi làm một lần thôi, hay không ít các ý kiến phàn nàn. Mấy năm nay mất thời gian với cái thẻ này quá. Theo giới quan sát, truyền thông nhà nước Việt Nam từng tiết lộ một thông tin đáng quan tâm. Đó là, cho đến nay, đã có gần 80 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip được Bộ Công an cấp cho người dân. Điều đó có liên quan gì đến thông tin trên trang fanpage của Đảng Việt Tân? Theo đó, tác giả Hạnh Nhân cho hay, một nguồn tin cho biết bên làm phần mềm với cấp phôi nhựa là cháu của người đứng đầu Bộ Công an. Mấy năm gần đây, năm nào tiền thuế của dân cũng rót vào cỡ 3.000 tỷ. Không chỉ có thẻ căn cước công dân, mà cả các mẫu giấy tờ tùy thân khác do Bộ Công an quản lý và ban hành như giấy phép lái xe, mẫu sổ thông hành, hộ chiếu cũng được Bộ Công an sửa đổi liên tục trong một thời gian rất ngắn với nhiều lý do khó hiểu khác nhau. Giới phân tích nhận xét, mỗi phôi thẻ căn cước, Bộ Công an chỉ cần tăng giá thêm 1.000 đồng, tương đương khoảng 0,04 đô la, nếu nhân với 80 triệu phôi, sẽ là một số tiền không hề nhỏ. Điều đó sẽ khiến cho công luận nghi ngờ và đặt câu hỏi, có hay không việc trục lợi của nhóm lợi ích nằm trong Bộ Công an khi liên tục đổi mẫu thẻ căn cước. Bình luận về hành trình vòng vèo của hệ thống giấy tờ tùy thân này, luật sư Ngô Anh Tuấn nhận xét, mỗi lãnh đạo lên thì đều có sự thay đổi và muốn mang dấu ấn gì đấy trong nhiệm kỳ. Thế nhưng, thay vì dấu ấn tốt thì để lại tỉ vết. Tôi nghĩ họ đi lòng vòng do nhận thức từ lãnh đạo và cả từ ban tư vấn nữa. Ý kiến vừa kể trên phù hợp với đánh giá của công luận khi cho rằng đây là việc nhỏ, song đã bộc lộ một tư duy thiển cận, thiếu tầm nhìn và không ổn định của bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay. Đồng thời, đó cũng là một sự vô trách nhiệm, không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách mà còn đem lại sự phiền phức cho người dân. Việc Bộ Công an thay đổi xoành xoạch mẫu giấy tờ tùy thân cho công dân gây ra quá nhiều phiền toái, cũng khiến cho truyền thông quốc tế lưu tâm. Tờ báo BBC Việt ngữ trong một phóng sự cho hay đã tham khảo việc làm thẻ ID của công dân Thái Lan. Theo đó, thẻ công dân ở Thái Lan kể từ năm 1943 cho đến nay đã thay đổi 5 lần. Năm 2009, thẻ công dân Thái Lan đã thay đổi từ thẻ nhựa sang được gắn chip và mã vạch, được gọi là Smart Card, tức là thẻ thông minh. Đài BBC cũng cho biết, các đồng nghiệp Thái Lan cho chúng tôi biết, quy trình làm thẻ chỉ mất hơn 10 phút và họ không phải đổi thẻ gì từ năm 2009 cho đến nay. Công luận cho rằng, việc so sánh với Thái Lan của BBC càng cho thấy rõ cách làm việc quản lý của Bộ Công an Việt Nam quá nhiều khê. Nay vẽ cái này, mai bảy cái khác, chỉ để kiếm tiền chia nhau gây tốn kém cho người dân và xã hội. Tất cả đều nằm trong một chủ trương chung, đó là móc túi dân để trục lợi. Mẫu thẻ căn cước mới do Bộ Công an đề xuất. Phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang từ Sài Gòn viết trên trang Facebook cá nhân rằng từ ngày cách mạng cho đến nay mọi thứ vận động theo quy luật đèn cù. Chạy tít mù nhưng sau đó khi quay vòng thì quay lại về chỗ ban đầu. Mới nhất, nhà báo Nguyễn Thông từ Sài Gòn trong sa thút với tựa đề lại thay đăng trên trang cá nhân đã cảm thán như sau. Việc Bộ Công an lại đề xuất mẫu căn cước mới để áp dụng từ ngày 1 tháng 7 cho đến nay thay cho mẫu căn cước công dân đang dùng với lý do để phù hợp với luật căn cước, quả thật không có gì để chê nữa, bởi hết mức rồi. Còn nếu các chú có những dự định nào khác thì làm luôn một thẻ, chứ đừng cứ vài năm một lần, mệt nhau quá. Thứ cần thay không phải là cái thẻ mà là cái đầu của nhà cai trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Ma trận căn cước, trò chơi trốn tìm, bao giờ Tô Đại mới hết kiếm ăn.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de